trên Đà Nẵng TV2, 15:45 mùng 2 Tết trên Đà Nẵng TV1. Một mùa xuân mới lại về, mùa xuân của niềm vui hạnh phúc. Với những người nghệ sĩ, mùa xuân bao giờ cũng là bật nguồn cảm xúc để sung động, để thăng hoa và gửi gắm vào đó nhiều tình yêu nghệ thuật. Trong chương trình Cửa sổ văn nghệ mừng xuân mới Mậu Tuất 2018 sẽ giới thiệu đến quý vị một gia đình nghệ sĩ với nhiều tình yêu dành cho nghệ thuật, gia đình nghệ sĩ ưu tú Ngọc Lê, Đoàn Văn Tôn Phương Khu Năm. Chương trình phát sóng vào lúc 8:30 ngày mùng 2 Tết trên kênh Đà Nẵng TV1, 21:00 mùng 3 Tết trên kênh Đà Nẵng TV2. Với các em thiếu nhi, mỗi khi đến Tết xuân về là các em lại háo hức khi được cùng ông bà, ba mẹ quây quần sum họp để chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét, trang trí nhà cửa, đi chợ hoa xuân. Niềm vui trẻ thơ đó được thể hiện qua những ca khúc thiếu nhi hay, rộn ràng sắc xuân. Chương trình ca nhạc Mùa xuân và khai quàng đỏ cũng là món quà dành tặng các em để đón chào năm mới 2018. Chương trình phát sóng lúc 15:45 ngày 30 Tết, 8:30 mùng 1 Tết trên Đà Nẵng TV1 và 8:00 ngày 30 Tết trên Đà Nẵng TV2. Khép lại năm 2017, nhiều văn nghệ sĩ Đà Nẵng, những người hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật đã khẳng định tài năng của mình bằng các giải thưởng văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật uy tín trong và ngoài nước. Các văn nghệ sĩ đã có những đóng góp tích cực cho mục tiêu chung xây dựng một Đà Nẵng văn minh, hiện đại và phát triển. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đời sống văn nghệ chào đón xuân mới Mậu Tuất 2018 để đến với những niềm vui và cả những trăn trở về mảnh đất Đà Nẵng yêu thương trước thềm xuân mới. Chương trình phát sóng vào lúc 14:00 mùng 2 Tết, 7:30 mùng 3 Tết trên kênh Đà Nẵng TV1 và 21:20 mùng 2 Tết trên kênh Đà Nẵng TV2.